Hôm nay mình sẽ làm chú cá vàng như thế này nha các bạn. Đầu tiên mình cần một tờ giấy màu đỏ và một cái bút chì. Rồi mình lớp hai bên này để tạo nếp cho các bạn. Sau đó mình lớp một bên từ đây xuống tâm, lập ngược lại và mình lớp hai bên này vào cho cái tâm. Đây, bên đây cũng vậy nha các bạn. Mình xoay mềm hết rồi. Rồi mình gấp một phần phía sau. Rồi mình gấp từ đây lên này. Mình đã xong chú cá vàng rồi. Chỉ cần một phút thì như thế này nữa. Rất quý vị. Cá vàng thì có những cái các bạn. Nếu các bạn thấy đẹp thì nhớ comment bên dưới để mình biết cảm nhận các bạn. Và các bạn nhớ làm thật nhiều con cá vàng nữa lên nha các bạn.